Chuyên gia châu Âu báo tin vui cho Quang Hải, chuẩn bị được BFC tặng quà đặc biệt, người hâm mộ hy vọng hết nấc. Như thông tin trước đó, Quang Hải đã bất ngờ bị vị huấn luyện viên Giao Lót đẩy xuống đội B của BFC đang thi đấu ở hạng 5 trước nước Pháp. Ở trận đấu vừa qua ngày 5 tháng 2, Quang Hải được đá chính ngay từ đầu, thi đấu 80 phút nhưng cũng không để lại được bàn thắng hay kiến tạo nào. Cùng bị đẩy xuống hạng 5 để thi đấu đội B của BFC, còn có Paul Melendi. Đây đều là những cầu thủ không có cơ hội được ra sân trong đội hình 1 của BFC. Trong khoảng thời gian vừa qua, đây là cách giúp cho các ngôi sao này tìm lại cảm giác chơi bóng. Chia sẻ về điều này, cựu thủ môn người Hà Lan đã từng chơi bóng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhận định rõ. Rõ ràng là cậu ấy cần thêm thời gian để hòa nhập và thích nghi với phong cách chơi bóng ở Pháp. Ở châu Âu khác hoàn toàn Việt Nam, Quang Hải không thể đòi hỏi việc phải được ra sân thường xuyên. Ở tuyến giữa, Pháp đã yêu chuộng những cầu thủ có sức mạnh và khả năng tranh chấp tốt. Việc chơi xuống hạng 5 cũng không có gì phải quá tiêu cực. Những cầu thủ lớn trên thế giới cũng phải thường xuyên xuống tập với đội trẻ để duy trì thể trạng. Trước khi quay trở lại với đội 1, tôi nghĩ rằng đây là việc làm cần thiết. Quang Hải nhanh chóng lấy lại được một phong độ tốt nhất cũng như là cảm giác bóng. Theo báo chí Pháp, Quang Hải đang thi đấu năng nổ trong trận đấu hạng 5. Trong 82 phút đó, tiền vệ sinh năm 1997 đã nhận được hầu hết những quả đá phạt cho BFC. Đáng tiếc đội B của BFC hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn vào lưới của đối phương. Trước đó, một đồng đội của Quang Hải trong màu áo đội tuyển Việt Nam, trước kia là câu lạc bộ Hà Nội cũng đã từng rơi vào cảnh tương tự, đó chính là Văn Hậu trong giải vô địch quốc gia Hà Lan. Thời điểm Quang Hải cập bến BFC, một đội bóng nhỏ đang chơi ở Lithu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã khấp khởi, mừng thầm vì nghĩ rằng tại một môi trường không quá cạnh tranh quyết liệt như vậy thì tài năng của Quang Hải sẽ có cơ hội được thử lửa và bước ra ánh sáng. Thế nhưng những sự kỳ vọng ấy nhanh chóng vụt tắt chỉ sau ít trận đầu tiên. Công bằng mà nói, Quang Hải dù được đánh giá rất cao tại V-League, tại Đông Nam Á, thế nhưng ở một giải đấu có chất lượng vượt hẳn ở tầm Ligue 2 thì nó lại là một câu chuyện khác. Và dù là cầu thủ gốc Đông Anh đã có được bàn thắng và thời lượng ra sân thi đấu ít nhiều để hít thở bầu không khí châu Âu. Như vậy là trong sự tương phản giữa một cầu thủ Đông Nam Á với một nền bóng đá tiến bộ hơn, nhanh chóng được phơi bày. Kết quả này thì Quang Hải đã dần dần ít lại ra sân và không có cơ hội thể hiện mình. Dẫu rằng thái độ tập luyện và sự tập trung là tuyệt đối, BFC thậm chí còn chẳng mặn mà giữ chân anh khi được VFF đánh tiếng là muốn cầu thủ này trở về nước tham dự AFF Cup 2022. Tất nhiên nếu Quang Hải quan trọng thì chẳng đôi nào BFC chịu nhà người. Bởi lẽ AFF Cup chỉ là một giải đấu tự tổ chức mà không thuộc về hệ thống thi đấu của FIFA. Chừng ấy là để đủ thấy tương lai của Quang Hải xem như là đã đi vào ngõ cụt trên đất Pháp. Kể từ sau khi cầu thủ này đáp máy bay về Hà Nội, hội quân cùng với binh đoàn Rồng Vàng, Quang Hải đã từng rất trông chờ vào việc mình có thể làm được điều gì đó ở BFC, dẫu rằng việc trở thành nhân tố số 1 khi ở Hà Nội FC là điều không thể. Ấy nhưng việc giành được một suất đá chính thôi lúc này cũng đã khó khăn với anh chứ chưa nói gì tới việc tìm cơ hội tỏa sáng. Không có cơ hội ra sân, tiền vệ sinh năm 1997 đã cuồn mòn dần trên băng ghế dự bị và rồi vô tình đánh mất đi sự tự tin. Hay cứ nhìn hại con tại AFF Cup 2022 vừa qua thì thấy một phiên bản Quang Hải dù có cứng cáp hơn nhưng cảm giác chơi bóng rất tệ. Không còn những pha bóng tự tin mà cầm bóng sộc thẳng trung lộ và dứt điểm ngay khi như lần trước. Quang Hải giờ đây an toàn hơn, nhát hơn khi việc ưa truyền cho các đồng đội hơn là tự mình xử. Đó là hệ quả tất yếu của việc không được ra sân và mài mòn trên băng ghế dự bị. Có lẽ Quang Hải cần thật sự nghiêm túc nhìn nhận về vấn đề tương lai của mình trong bối cảnh sự nghiệp của cầu thủ này đang chững lại. Anh vẫn còn hơn một nửa thời gian hợp đồng với BFC và chừng ấy nếu thuận buồm xuôi gió thì cũng đủ để hy vọng về khả năng cải thiện tình hình. Thế nhưng nhìn vào những gì đang diễn ra, hy vọng ấy thì chẳng khác nào là sợi chỉ mong manh. V-League vừa chào đón sự trở lại của một thế lực bóng đá mới nổi là Công an Hà Nội. Đội bóng đã không tiếc tiền để chiêu dụ được những ngôi sao sáng nhất. Hà Nội FC cũng đã rất sẵn sàng ra tay chào đón Quang Hải trở về. Thậm chí bất kỳ đội bóng nào tại Việt Nam thì cũng nghênh đón anh khi cầu thủ này có ý định trở lại. Ngược lại, nếu như Hải Con vẫn minh ninh với sự quyết tâm của mình là ở lại thi đấu cho BFC, thì một lần nữa sự nỗ lực cần phải có được điểm tới. Quang Hải đã rất cố gắng để hòa nhập và thể hiện mình. Thế nhưng đôi khi sự bứt tâm lại đến những khoảnh khắc khó khăn. Tuổi 26, Quang Hải đã ở một ngưỡng đẹp nhất của đời cầu thủ.
và anh cần nắm lấy thật chắc trong tay. Bởi lẽ có những thứ một khi đã chọn thì rất khó để quay đầu, nhất là với sự nghiệp ngắn ngủi của một cầu thủ bóng đá. Tại AFF Cup 2022, Quang Hải là một trong những cầu thủ để lại sự thất vọng lớn nhất. Dấu ấn của số 19 chỉ là pha kiến tạo giúp Hoàng Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Những trận đấu còn lại, Quang Hải không thể hiện được nhiều, thậm chí còn trở thành gánh nặng. Trong trận chung kết lượt về tại Thái Lan, Quang Hải đã mất suất đá chính. Sau khi được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân ở hiệp 1 thay chỗ cho Tuấn Anh, tiền vệ sinh năm 1997 tiếp tục chơi mờ nhạt. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới phong độ không tốt của Quang Hải, nhưng chủ yếu là do anh thường xuyên dự bị ở bao nên mất cảm giác bóng. Việc phải thi đấu với lịch dày đặc ở AFF Cup khiến cho Quang Hải không đảm bảo được thể lực. Và dù anh luôn được huấn luyện viên Park Hang-seo dành sự quan tâm, vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là sau một kỳ AFF Cup thất bại, Quang Hải còn có cơ hội khi quay trở lại bao. Thực tế thì ngay cả khi không về nước, tuyển thủ Việt Nam vẫn đánh mất vị trí. Nếu tỏa sáng ở AFF Cup, Quang Hải còn hy vọng. Nhưng số 19 mất quá nhiều ở giải đấu lần này. Tương lai khi quay trở lại Pháp, tiền vệ 26 tuổi đối mặt với nguy cơ rơi vào cảnh sống mòn bởi một tháng không tập luyện cùng với Paul FC. Đó chính là một thách thức vô cùng lớn đối với anh. Bộ khung của Paul FC đang được định hình trong thời gian mà anh trở về nước. Do vậy, cơ hội vị trí của số 19 là trở nên vô cùng mong manh. Đối diện với tương lai mờ mịt ở Paul FC, có tin đồn Quang Hải trở lại V-League. Ngoài đội bóng cũ Hà Nội, người hàng xóm Công an Hà Nội sẽ là đội đang có sự đầu tư mạnh về nhân lực. Tân binh V-League 2023 chiêu mộ ồ ạt các sao như Philip Nguyễn, Phạm Văn Đức, Văn Thành, Tấn Tài, đặc biệt là Văn Hậu. Có lẽ đó tân binh V-League cũng sẽ là một điểm đến đầy thú vị cho Quang Hải một khi số 19 kết thúc sớm cuộc phiêu lưu của mình. Dĩ nhiên việc trở lại giải đấu nội sẽ là một sự thừa nhận cho việc chuyến đi thất bại, nhưng với sự nghiệp thì đó không phải là một phương án tồi để cầu thủ này được chơi bóng đúng nghĩa và tìm lại về điểm thăng bằng phong độ vốn có của mình.